buộc mái tóc đuôi gà và mặc trên mình bộ quần áo đơn giản, Niu Phú Dung cầm micro nên tự tin ca hát bên đường phố. Tiếng hát nhẹ nhàng trên nền nhạc du dương, Niu Phú Dung là người hát chính, cũng đồng thời là người dẫn chương trình. Tôi xin giới thiệu một chút, chúng tôi là ban nhạc Ánh Dương. Chúng tôi là một nhóm những người bạn khiếm thị yêu âm nhạc đã kết hợp thành một ban nhạc. Các thành viên trong nhóm dù không nhìn thấy, nhưng tiếng nhạc vang lên, lại làm lay động lòng người, ba người một nhóm. Không có sân khấu lung linh, cũng không có những trang phục xinh đẹp. Họ chỉ ngồi trên chiếc ghế nhựa, bày các nhạc cụ ra và biểu diễn dưới tầng hầm nơi có người qua lại. Tôi sẽ hát tặng cho mọi người ca khúc Wait Out của ca sĩ Tân Hiểu Kỳ. Hy vọng mọi người sẽ yêu thích nó. Niu Phú Dung là nhóm trưởng của nhóm nhạc, ngoài biểu diễn còn phải giúp những người bạn khiếm thị. Nếu họ muốn đi vệ sinh thì nhẹ nhàng bám vào cánh tay của Phú Dung, cô sẽ dẫn họ đi cầu thang đến nhà vệ sinh khu bách hóa. Đi vào rồi nần sờ, sau đó bảo họ ở khoảng vị trí nào. Một cô gái dẫn dắt những người bạn khiếm thị biểu diễn ngoài đường phố. Nghĩ lại quãng thời gian 12 năm trước khi mới lấy chồng đến Đài Loan, khác hẳn so với bây giờ. Khi tôi mới đến, chồng tôi đi làm ở đây. Sau đó anh ấy để tôi một mình ở trong phòng. Anh ấy nói tôi ăn cơm thì tự xuống dưới mua. Hồi đó tôi ở khu chợ đêm Phống Chả, rất náo nhiệt. Nhưng tôi nghĩ nghe họ nói tiếng Đài tôi không hiểu nên không dám đi mua đồ. Nghe không hiểu tiếng Đài, Niu Phú Dung không dám đi ra ngoài, tự nhốt mình trong nhà đến mức gần mắc bệnh tự kỷ. Sau đó có người bạn đại lục đến Đài Loan tìm cô đi chơi, rồi nhắc đến lớp học của khu cô ở. Niu Phú Dung mới nghĩ lại, hồi nhỏ cô rất thích học nhạc cụ, nhưng hoàn cảnh gia đình không cho phép. Bây giờ coi như có cơ hội, thầy dạy nhạc cho tôi rất thích thú. Tôi nói nhất định đăng ký thử xem sao, may sao phù hợp điều kiện nhập học. Không có kiến thức cơ bản về âm nhạc nên Niu Phú Dung lại càng nỗ lực. Sau này đã thi được bằng nghệ sĩ đường phố, đảm nhiệm vai trò phụ giúp giảng dạy lớp đào tạo nghệ sĩ khuyết tật đường phố. Gia nhập nhóm nhạc khiếm thị, chỉ cần có thời gian là cô lại nhiệt tình tham gia công ích, dẫn dắt đoàn nhạc biểu diễn, tìm được sự tự tin và dựa vào chính sức mình cống hiến cho mọi người.